alo 1 2 6 7 lên 1 2 6 7 8 9 7. Rồi chào mọi người nhé, thì hiện tại mình vừa sửa xong sản phẩm vang số 6CH. Em này thì bị lỗi là mất tiếng. Và sau khi mình đã test ok rồi. Trên dòng này vang 6CH này và CS6 thì nó tương đương hoàn toàn nhau thôi. Có đời thì phím tròn, đời phím vuông. Và thiết kế ruột gan bên mạch với nhau. Còn cái tên chữ này chúng ta không quan tâm nhé. Các cái nút thường gặp trên dòng này sẽ là mất tiếng này, không liên nguồn này, xanh màn này, treo lô khởi động này, mất effect này, mất kênh, mất cặp kênh, mất nhạc, mất mic riêng biệt. Đó là các cái lỗi mà mình thường xuyên tiếp xúc và xử lý tốt trên cái đời vàng này. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn hỗ trợ sửa chữa dòng vàng số 6CH CS6 thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số máy là 0979 486 089 hoặc là 0868 599 64 để gặp trực tiếp nhân viên nhé. Mình sẽ liên tục cập nhật các video về sửa chữa lỗi các cái dòng máy lên trên kênh để cho mọi người cùng tham khảo. Anh em thợ làm nghề sửa mà cần mua các linh kiện để sửa chữa tăng vang này thì mình cũng sẽ cung cấp cho anh em. Linh kiện này thì đó là linh kiện mới chính hãng nên là cái chất lượng máy và chất âm sau khi sửa không thay đổi. D6 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 D